Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung này thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cái chương trình tương đối là thú vị, đó là chúng ta sẽ hiển thị ra màn hình của chúng ta là một cái hình tim chúng ta tự vẽ ở trên cái màn hình console thôi. Để thực hiện được cái điều này thì chúng ta sẽ bắt đầu bởi việc tạo ra một cái project mới nhá. Lúc này thì mình sẽ ở đây nhìn sang góc phải trên này này, nó có cái Solution Explorer. Các bạn click vào tên của solution chúng ta, chuột phải chọn Add New Project. Các bạn lúc này nếu như đã từng mở một cái project của ConsoleApp.net Framework thì nó sẽ hiển thị ở góc bên trái này này. Hoặc nếu không có thì ở cái mục ngôn ngữ các bạn chọn C#, sau đó thì chọn xuống tìm đúng cái ConsoleApp của .NET Framework. Nhớ là .NET Framework chứ không phải là .NET Core nhỉ nhỉ. Ok, thì sau khi mà chúng ta đã chọn thì chúng ta chọn Next. Sau đó đặt tên cho cái app của chúng ta, ví dụ mình sẽ đặt là First App. Sau đó ấn Enter. Thì lúc này các bạn thấy là ở trong cái solution của chúng ta hiện tại là có hai project. Một project thì có tên đậm như thế này và một project mới tạo này có tên nhạt như thế này. Thì khi nhìn như thế này thì các bạn hiểu là nếu project nào mà có cái tên đậm hơn như thế này thì cái project đấy được chọn làm cái project sẽ chạy khi mà chúng ta ấn Ctrl F5. Cho nên là lúc này mình sẽ chọn cái first app chứ không phải là cái project cũ nữa. Đấy, thì lúc này mình muốn chạy cái project mới mình vừa tạo ra mà mình muốn sử dụng nó chứ không phải là cái cũ. Thì lúc này các bạn chuột phải vào tên project muốn chạy này, chuột phải sau đó chọn cái set as startup project. Đây, đấy, chọn cái này nha. Thì sau khi chọn thì các bạn thấy là cái tên project của ta hiện tại nó đã đậm lên rồi, còn project cũ đã trở lại bình thường. Ok, thì lúc này khi chạy chương trình Ctrl F5 thì các bạn thấy một cái màn hình chẳng có gì cả, và ở đây nó có cái tên như thế này. Cái việc đầu tiên mình hướng dẫn ở đây đó là hướng dẫn các bạn đổi tên của cái window này, tức là cái màn hình này này. Đấy, bây giờ mình sẽ đổi tên cái này đi để xem là cái kết quả chúng ta nhận được nó là như thế nào nhá. Bây giờ để đổi tên một cái window ở trong C# thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ở đây, đó là console.title. Các bạn sẽ đặt tên nó là cái các bạn mong muốn. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt nó là my first app in trên này viết hoa đi, C#. Rồi, bây giờ mình sẽ cả chuỗi F5. Thì lúc này các bạn thấy đấy, cái ứng dụng của chúng ta nó đã đổi tên cho chúng ta này. Đó, đúng như những gì mà mong muốn ở đây nhá. Các bạn làm tương tự đổi thành cái gì đó các bạn mong muốn. Được hết. Xong. Cái việc đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hình trái tim. Thì để cho nó đẹp mình sẽ đóng nó vào một cái khung. Cái khung này thì mình sẽ hiển thị nó ra màn hình. Thì để hiển thị một cái gì đó ra màn hình thì thông thường mình sẽ dùng cái lệnh đó là console.write. Thế cái lệnh đấy có thể được tạo ra bằng cách gõ tắt rất nhanh, đó là các bạn gõ C, V, kép, các bạn tap tap. Đấy, thì lúc này cái chương trình nó sẽ giúp chúng ta việc sinh ra cái lệnh này. Và lúc này mình sẽ hiển thị ra đây đó là những cái dấu sao đi. Đấy, mình cứ in ra những cái dấu sao như này trước. Rồi, tiếp theo mình lại C, V, kép, ấn 2 lần tap. Đấy, thì lúc này mình sẽ vẽ cái thân của cái hình trái tim đi. Giả sử mình sẽ vẽ nó bằng những cái số 0 nhá. Thì ra đầu mình cũng cho 3 dấu sao đi. Cách ra. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình vẽ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giả sử là cái hình tim của mình nó ở dạng như thế này đi. Rồi. Tiếp theo, đây là cái thân của nó thì mình sẽ để 2 lần, mình copy lại này, mình paste xuống đây. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái đuôi của nó trước, thì mình lại enter, mình paste xuống đây một lần nữa. Bây giờ phần đuôi của nó thì bắt đầu vuốt nhỏ lại đúng không nào, thì mình sẽ thực hiện đó là xóa cái này đi, thêm bằng dấu cách, xóa cái thằng đầu tiên này đi, thêm bằng dấu cách. Thì ở đây các bạn thấy ở đầu nó có 3 dấu sao, thì mình cũng muốn là ở cuối này nó có 3 dấu sao, thì bạn cách ra thêm 3 dấu sao và nhìn cho nó đẹp. Và ở bên trên này thì mình cũng bỏ đi để nó còn đúng 3 dấu sao như thế này, thì nó thẳng hàng. Cách ra 1, 2, 3. Chỗ này cũng cách ra 1, 2, 3.
Một lát nữa các bạn sẽ thấy nó có cái khung đóng vào, nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Thì đến với cái dòng kế tiếp, chúng ta lại vuốt nhỏ hơn một đơn vị nữa, cho nên là copy lại cái dòng này, paste xuống đây. Và lúc này thì các bạn lại bỏ cái này đi, thay bằng dấu cách, bỏ số 0 thay bằng dấu cách. Tiếp tục, các bạn lại copy cái dòng này. Đó, các bạn có thể ấn Ctrl-C luôn ở trong này, hoặc là để nó ngắn hơn ấy, thì các bạn có thể thực hiện là ấn đặt ở cuối, ấn phím Home, giữ phím Shift nhá, ấn Ctrl-C. Đó là một cách khác để copy. Lúc này mình lại vuốt cái ký tự này. Đấy, thay bằng dấu cách. Cái này nữa, bây giờ mình sẽ thay nó cũng bằng dấu cách. Ok, bây giờ mình đặt lên, mình Ctrl-C đi. Mình Enter, Ctrl-V. Đấy, thì mình cũng copy được đúng không nào? Xóa cách. Đấy, xóa thay bằng dấu cách. Tiếp theo, bây giờ mình lại ấn Ctrl-C trên cái dòng này. Ctrl-V tiếp. Dưới này là cái đuôi, cho nên là mình lại thay nó bằng hai cái số 0 ở đối nhau ở cái chỗ số 0 giữa, thì mình sẽ xóa nó đi thành một dấu cách. Thì bây giờ mình đã vẽ ra đây là được cái phần gọi là cái phần đuôi rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ cái phần đầu. Phần đầu thì bây giờ mình sẽ copy lại cái dòng này, đặt ở cuối hoặc là bất kỳ vị trí nào đó trên cái dòng đấy, Ctrl C vứt lên đây, paste vào đây. Ctrl X vứt vào cái dòng này đi, nó thừa. Thì lúc này ở trên này mình sẽ vuốt cái này vào một tí. Chỗ này nữa. Ok, dòng bên trên thì nó lại nhỏ hơn dòng bên dưới một tí, cho nên là lại Ctrl C ở đây. Mình lại vứt nó vào đây. Lại bỏ cái dòng này đi bằng cách Ctrl X, xóa nó rất nhanh. Sau đó thì mình lại bỏ cái này đi, cách. Mình sẽ bỏ cái này đi, cách. Đó, thì bây giờ bạn sẽ bỏ cái này đi, thay bằng dấu cách. Thì bây giờ các bạn đã thấy nó hình ra một cái dạng trái tim rồi không nào nào. Bây giờ mình copy lại cái dòng này này. Đấy. Một cách khác là bôi đen tất cả, Ctrl C xuống bên dưới chỗ cần paste, paste xuống đây, Ctrl V. Ok, như vậy thì mình đã thực hiện vẽ xong cái hình trái tim này rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy để hiển thị lên, Ctrl F5. Đấy, thì đây là hình trái tim của mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái thủ thuật nữa. Bây giờ mình muốn làm đổi màu của cái những cái ký tự hiển thị ra đây đi, đổi nó chữ thành đỏ đi. Đấy. Thì để đổi cái màu của chữ, chúng ta sẽ lên bên trên này. Đấy, tức là chúng ta muốn đổi màu từ khi mà nó vẽ ra cái những cái dấu sao đầu tiên này. Thì các bạn gõ ở đây là console.foreground.color. Thì các bạn sẽ bằng console.color.red. Giả sử mình lấy màu đỏ. Thì các bạn có thể lấy console.color. Sau đó thì nó ra rất nhiều cái màu để các bạn chọn, các bạn thích màu gì tùy. Ở đây mình giả sử mình chọn màu đỏ. Đấy, thì bây giờ mình chạy cho nó như thế nào. Đó, nhưng mình được cái màu đỏ. Nhưng mà bây giờ mình muốn là kết thúc cái màu đỏ ở chỗ này, chứ không xuống dưới này nữa. Thì mình làm như thế nào? Lúc đầu các bạn thấy là mình in ra cái chữ gốc của mình là màu đen đúng không nào? Thì lúc này sau khi kết thúc cái này ấy, thì cái mình có thể copy lại cái này này. Cho nó nhanh, paste xuống đây. Sau đó thì thay cái red này này bằng black. Đấy, đây có rất nhiều tên, các bạn thể chọn thoải mái. Đây, mình chọn cái này, ấn Enter. Thì bây giờ sau khi mà thực hiện như thế thì Ctrl F5. Đấy, các bạn thấy này, sau khi vẽ cái hình trái tim màu đỏ như này thì mình lại chuyển thành chữ như cũ. Ok, thì bây giờ tiếp theo là giả sử là các bạn muốn tô cái màu nền, cái background cho cái cụm này thôi, tức là cái khung này đây. Đấy, toàn bộ cái khu này thôi. Thì chúng ta sẽ thực hiện nó bằng cách đó là thay cái background. Đó, ở đây mình sẽ thay background. Thì lại bắt đầu console.backgroundColor. Thì lại cũng bằng console.color. Chấm một cái màu nào đó. Ví dụ như là các bạn có thể thích màu một cái màu nào đấy, mình cho nó màu blue chẳng hạn. Đây chỉ là ví dụ thôi. Các bạn thích màu gì tùy các bạn. Đây, sau khi mà làm như thế mình Ctrl F5 mình chạy thì các bạn sẽ thấy đây cái màu nó đã thay đổi như này. Bây giờ nếu không thích này mình có thể đổi nó thành một cái màu vàng nhạt, yellow. Đấy, Ctrl F5 để chạy các bạn thấy đây. Và bây giờ các bạn lại muốn là sau khi mà tô cái khu này xong, cái chỗ này thì không 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 để nó có cái background như thế này nữa.
Thì chúng ta sẽ làm tương tự như bên trên đi ạ. Ở lúc gốc ban đầu ấy thì nó chính là cái control color. Thì ở đây mình cái background, nhầm, cái background lúc gốc của mình ban đầu này thì bạn thấy nó là một cái màu của gray, tức là màu xám. Cho nên là lúc này sau khi mà thực hiện xong thì mình đổi lại cái màu gốc ban đầu bằng cách là ở đây là mình sẽ console color chấm, à nhầm, đây là console chấm background. Thì lúc này mình sẽ gán lại bằng console color chấm gray. Đấy. Thì lúc này khi mà chạy cái kết quả của mình nó như thế này. Như vậy thì chỉ có cái khung này là được vẽ hoàn chỉnh bằng cái màu của background, màu màu của chữ, tức là màu foreground đấy. Đó. Thì trong cái nội dung của video này thì mình mới chỉ đơn giản hướng dẫn các bạn những cái thao tác, ví dụ như là chúng ta làm thế nào để đổi tên cái My First App. Đó. Sau đó thì mình hướng dẫn các bạn đổi màu của cái background, đổi màu của cái màu chữ hay là cái foreground. Chọn. Đấy, thì những cái kiến thức này nó tương đối là basic nên bạn hoàn toàn có thể chưa biết gì cả cũng có thể tạo ra cái ứng dụng nhỏ nhỏ đơn giản này để tạo cái cảm hứng cho chúng ta. Chúng ta có thể thay thế cái việc vẽ hình trái tim này bằng cái vẽ chữ gì đấy. Đấy, các bạn thể hiện nó ở trong này này, xong đó nó hiển thị ra màn hình để cảm thấy là cái chương trình máy tính nó ra nó cũng đơn giản, chúng ta muốn thế nào nó chạy như thế, đơn giản đấy, đúng không? Nội dung này kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.